Ba kích được ví như, loại nhân sâm ở Việt Nam với rất nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe, bồi bổ và điều trị bệnh. Tác dụng của ba kích có thể phát huy hết tác dụng nếu bạn chọn lựa được loại ba kích chuẩn nhất, tốt nhất. Điều này không hề đơn giản khi trên thị trường xuất hiện quá nhiều loại ba kích và nhiều loại có hình dáng giống ba kích. Vậy cần chọn rễ cây ba kích như thế nào để ngâm rượu là tốt nhất? Các bạn hãy tìm hiểu qua bài viết này nhé. Rễ ba kích tươi, khô. Tìm hiểu về nhận dạng rễ cây ba kích. Ba kích còn được gọi là dây ruột già, chậu phóng xì Quảng Ninh, ba kích thiên Trung Quốc. Ba kích thường mọc nhiều ở các vùng núi phía Bắc, tập trung nhiều ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Ninh, Hồng Quảng, Hà Tây, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang. Ba kích rừng tự nhiên là loại được ưa chuộng nhất và giá thành cao hơn. Rễ và củ của ba kích đều có tác dụng chữa bệnh, trong đó củ ba kích là hay được sử dụng hơn cả. Xem thêm hình ảnh nhận dạng củ ba kích. Xem thêm hình ảnh chi tiết cây ba kích tiếng dễ nhận biết. Xem thêm kỹ thuật trồng cây ba kích. Có mấy loại ba kích trong tự nhiên? Ba kích chia làm hai loại, ba kích tím, ba kích trắng. Tuy nhiên, củ ba kích tím được ưa chuộng hơn cả và được rất nhiều người săn lùng bởi chúng được coi có tác dụng tốt hơn ba kích trắng. Vì thế nếu không biết cách chọn lựa ba kích, rất có thể bạn sẽ bị đánh lừa và mua nhầm ba kích trắng trà trộn vào. Tác dụng của rễ ba kích. Tác dụng của cây ba kích: bổ thận, tráng dương, cường cân cốt, khử phong thấp. Với những người tuổi già, ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt với bệnh suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ảnh ngủ kém. Không chỉ vậy, ba kích còn có tác dụng giảm các triệu chứng đau khớp của các bệnh nhân đau khớp. Trong y học cổ truyền, ba kích có tính ấm, vị hơi cay, được coi là cây thuốc nam quý. Trong điều trị yếu sinh lý, hiệu quả cách dùng ba kích ngâm rượu hỗ trợ điều trị các bệnh về sinh lý như chi tinh, mộng tinh, yếu tinh trùng ít và các vấn đề về cương dương. Ba kích có tác dụng ôn thận, mạnh gân cốt, trợ dương, trừ phong thấp, đau lưng mỏi gối, gân cốt yếu. Xem thêm công dụng tuyệt vời của cây ba kích trong một số bài thuốc phân biệt rễ cây ba kích tím và rễ cây ba kích trắng. Một, cách phân biệt rễ ba kích tím. Vỏ bên ngoài rễ ba kích tím sẽ có vỏ màu vàng đậm bẻ một mẫu ba kích tím ra bên trong có một trong những màu như sau: màu hồng, xám đen, tím nhạt, tím thẫm. Đây chính là ba kích tím chuẩn. Ba kích tím thịt còn non sẽ có màu trắng khi phơi ba kích tím ra ngoài nắng. Phần thịt củ rễ sẽ chuyển sang màu tím dễ phân biệt. Hai, cách phân biệt rễ ba kích trắng. Phần vỏ bên ngoài ba kích trắng có màu vàng nhạt, thịt bên trong rễ ba kích kể cả củ già và củ non đều có màu trắng đục trong như nước. Khi ngâm với rượu sẽ không có màu tím mà chuyển sang màu sẫm đục. Phân biệt rễ cây ba kích rừng và rễ ba kích trồng. Ba, rễ ba kích trồng. Rễ ba kích trồng thì màu sắc thường vàng nhạt, đều củ to mẩy ít. Khi có sâu củ rễ ba kích tự trồng thì củ sắc mềm, nhìn bắt mắt. Củ của dân ta trồng thông thường to bằng ngón tay trỏ, dài và mịn, màu sắc hơi sáng trắng. Bốn, rễ ba kích rừng. Rễ ba kích rừng thì màu sắc thường sậm hơn rõ rệt và có những nốt đồi mồi trên thân của củ, thường có vài lỗ nhỏ do bị sâu đục. Ba kích rừng thì củ sần sùi do chúng bám lẫn quanh những phiến đá hay lặn sỏi trên đồi. Đặc điểm của củ rễ ba kích rừng là thân hình của chúng không được to đều, hoặc nếu có to thì chỗ thân to chỗ thân nhỏ. Thịt của củ rễ ba kích rừng thường khá chắc và cứng, phần thịt thường cứng hơn so với loại ba kích trồng. Khi cắt bẻ, củ rễ ba kích rừng ít nhựa, không bị cảm giác dính tay khi chúng ta tuốt lõi. Khi lọc lõi rễ ba kích rừng ra thì phần lõi bên trong ba kích rừng thường to hơn so với ba kích trồng, do vậy nên ba kích rừng rất hao khi tuốt lõi do đặc thù thịt cứng, hình dáng củ sần sùi, do vậy khi tuốt lõi ra thì vụn hơn so với ba kích trồng. Xem thêm phân biệt ba kích rừng và ba kích trồng. Nếu các bạn muốn tìm mua ba kích tím ngon, đúng chuẩn để điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe, hãy có thể liên hệ qua số tổng đài hotline 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm mua mua cao ba kích Tuệ Linh qua Thốt Nam online để ngâm rượu cũng như sắc nước ba kích uống. Cao ba kích ngâm rượu đảm bảo an toàn, chịu đúng được chất lượng, dược tính của cây ba kích mà không tốn thời gian ngâm rượu. Có rất nhiều sản phẩm uy tín giúp tăng cường sinh lý, bồi bổ sức khỏe mà bạn có thể chọn lựa. Let's Blood Ice.